Tôi đã lặp đi lặp lại trên 7 năm nay là chúng ta chỉ cần ôm hình ảnh Chúa Giêsu cũng như ôm hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong và hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta cũng như ôm hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong chung với hình ảnh Chúa Giêsu và ảnh tượng thánh giá xuống đường cầu nguyện ở khắp mọi nơi ở Việt Nam thì thế giới cộng sản sẽ giải tán và chúng ta không đổ một giọt máu, và đương nhiên bọn Tàu Cộng sẽ rút về nước. Tôi đã nói đi nói lại trên 1.000 lần từ năm 1000 mấy, từ 2009 cho đến bây giờ, thế mà đồng bào chưa làm gì hết.